Ông Jonathan Hạnh Nguyễn vết hết tiền hưu từ quỹ gia đình gửi đồng bào lũ lụt, có những người thương người một cách hết lòng hết dạ như thế đó. Vừa qua, đêm nhạc Nghĩa tình Phương Nam đã được nhiều mạnh thường quân ủng hộ số tiền 5 tỷ 266 triệu đồng sau 3 tiếng kêu gọi. Vậy nhưng ấn tượng nhất có lẽ là ông Jonathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch IPPG, đã đóng góp 1 tỷ tiền mặt và thêm 850 triệu đồng từ hoạt động bán đấu giá hiện vật ngay trong đêm nhạc. Đặc biệt, những lời chia sẻ của ông làm xung động rất nhiều người tham dự, tạo nên một đêm nhạc thành công và vô cùng ấm áp, mang tới 1 tỷ đồng tiền mặt cùng một bức tranh đặc biệt của cá nhân ông nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 70 tuổi với thông điệp mong rằng không chỉ có đồng bào trong nước mà kiều bào ta ở nước ngoài cũng hướng về quê hương, không phải một người với 1 tỷ mà là hàng ngàn, hàng triệu người Việt trên khắp thế giới, hãy cùng chung sức, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Được biết số tiền này là tất cả số tiền hưu từ quỹ của gia đình ông để bỏ ra làm từ thiện, chia sẻ khó khăn với mọi người khi cơn bão Yagi đổ bộ.